nếu anh chị đang đi tìm mua một vài cái dự án như nào đó thì hãy dừng lại và hãy xem hết cái video này để hiệp phân tích là ưu điểm và khuyết điểm của một cái bất động sản dự án nó là những gì và anh chị hãy xem xét nó một cách thận trọng nhiều khía cạnh khác nhau trước khi ra quyết định để khỏi phải hối hận sau này nha xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của hiệp trong cái video ngày hôm nay như giữ lời hứa ở cái video trước thì hiệp cũng sẽ chia sẻ một phần thôi nha anh chị nó sẽ không chia sẻ sâu hết đâu nhưng mà nó là những yếu tố cơ bản của một cái gọi là ưu điểm và bên cạnh đó cũng là cái khuyết điểm của một cái bất động sản dự án trước khi đi vào video phân tích thì cũng chia sẻ luôn là mỗi người muốn mua ở đâu, mua như thế nào, mua bao nhiêu tiền, <laughs> mua đất như thế nào đó là quyền quyết định của mỗi người và hiệp không có muốn là đưa mọi người từ bất động sản dự án đi qua mua đất dân rồi phải quay lại mua hiệp không có đi lòng vòng như thế anh chị. Hiệp đơn thuần là đưa ra ưu điểm khuyết điểm, đất dân nó cũng có ưu điểm khuyết điểm, đất dự án cũng có ưu điểm khuyết điểm. Không có cái đất nào là tuyệt đối, không có đất nào là trọn vẹn hết ha. À, cho nên là khi làm cái gì thì mình hãy nhìn ở khía cạnh nó tích cực và khía cạnh nó khách quan một chút xíu mình sẽ dễ nhìn phải rào trước đón sau một chút xíu như vậy bởi vì khoảng thời gian này mọi người đang quá nhạy cảm về bất động sản nói chung và những cái thông tin ở trên mạng cho nên là thì phải chia sẻ như vậy để anh chị hiểu được là cái video này nó không có liên quan gì đến chuyện bán hàng nó không liên quan đến chuyện kêu gọi anh chị từ bỏ dự án hoặc là đầu tư như thế nào nha à, anh chị thông cảm có thể nó hơi dài rồi chúng ta hãy đi vào ưu điểm và khuyết điểm của một cái dự án và những ai có thể mua đất này và những ai thì nên xem xét là mình có thể mua đất khác hay không cái dự án á thì đi ưu điểm trước đi anh chị khi mua dự án á thì mình rất là nhàn thậm chí là có một cái xe nào đó hiệp đang nói dự án minh bạch quay nha anh chị nha còn cái chuyện black á thì thôi muôn hình bạn trạng lắm để lúc khác lại tiếp tục chia sẻ tiếp là có thể anh chị sẽ được xe đưa đón đến tận dự án, phát brochure cho mình mình coi quy mô của dự án được thuyết trình được đi vào phòng máy lạnh được đưa đến trải nghiệm dịch vụ của dự án đó nói chung là rất là nhiều thứ khác nhau, thậm chí có những cái dịch vụ là anh chị được trải nghiệm cái 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 căn hộ của họ hoặc là những cái sản phẩm của họ giá ở mức là 4 sao, 5 sao nhưng họ cho anh chị vào đó nghỉ ngơi chơi bời free luôn rồi sau đó họ sẽ chuyển anh chị qua để tham quan cái dự án và bán cho anh chị thì uh, mỗi dự án là một cái phương pháp bán hàng khác nhau nhưng nó có một cái điểm chung đó là tạo sự thoải mái nhất cho khách hàng trải nghiệm được là nếu anh chị có đất ở đây thì anh chị sẽ có những cái trải nghiệm như thế rồi chúng ta hãy phân tích nhẹ cái phần trải nghiệm này một chút xíu cái thứ nhất là để làm cái cảm xúc của anh chị nó rất là tốt và mình tưởng tượng là sau này mình có cái nhà ở chỗ này thì mình sẽ có cái cảm giác như thế này à ví dụ là một cái dự án ngay gần bờ biển thì họ sẽ xây những cái căn nhà mẫu xây những cái khu biệt thự cho anh chị vào đó ở một hai ba ngày gì đó tùy rồi xong sau đó nói là à bên cạnh này em vẫn còn một số căn như thế này nếu anh chị mà uh, mua được những cái căn thì cảm giác của anh chị đó nó y nó, nó chang đây là căn nhà của mình đó mình đang ở đây đang happy đúng không ạ à? nhưng mà có một cái là thực ra thì cái căn nhà của mình mình mới đến ở lần đầu cảm xúc nó mới Y như là mấy anh mà lúc nào mà chuẩn bị lấy vợ đều rất là nôn nao nhưng mà lấy vợ lâu năm rồi thì đi nhậu là không muốn về à, cái này ra vui là như vậy nhưng thực tế là cái gì nó mới nó đều gì thu hút cái cảm xúc của mình nó nhiều hơn thì mình hãy tưởng tượng nó như vậy một chút nó vui nhưng mà nó thật anh chị cái điều thứ hai nữa là ví dụ những cái căn villa mà hồ bơi nhìn view ra biển thì mình cực kỳ là happy luôn thì mình sẽ có hai cái suy nghĩ ở trong đầu suy nghĩ thứ nhất là nếu mà mình có được cái căn này mình tưởng tượng là gia đình mình đến chơi mọi thứ nó sẽ rất là hạnh phúc và mình đang tập trung vào cái gì anh chị tập trung vào trải nghiệm chứ không phải tập trung về phần tăng giá sẽ có bạn cũng sẽ thuyết minh về anh chị là à giá trị bất động sản ở đây nó khan hiếm nó có thể tăng giá trong tương lai khi cần em sẽ bán lại cho anh như thế này thế này thế này nhưng thực tế trong đầu mình hầu hết sẽ xảy ra cái phần trải nghiệm nhiều hơn là yếu tố tăng giá anh chị thứ hai yếu tố tăng giá đó là yếu tố đang là lời hứa ở trong tương lai mà một số cái video hiệp nói rồi thôi cách tốt nhất thì đừng có tin ai hãy tin vào chính bản thân của mình đó là tốt nhất cho nên là uh, mình nhìn nhận theo khía cạnh nó khách quan một chút xíu rồi cũng sẽ có anh chị tưởng tượng anh chị sẽ, 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 sẽ mở rộng hơn một chút xíu là nói là à tôi đang cảm xúc nó ở bờ biển như thế này nhưng tôi không mua trong dự án này tôi mua ở ngoài đất dân cho nó hiệu quả hơn thì anh chị cũng đúng được một phần nhưng mà có phần này mở rộng thêm một xíu nè anh chị chỉ chỉ có cái cảm xúc khi thực sự là cái bối cảnh tổng quan nó là như vậy chứ còn khi mà ra ngoài đất dân thì nó sẽ có những cái nó khác giá thì nó rẻ hơn thậm chí rẻ hơn rất là nhiều có cái nó rẻ bằng có 20 đến 30 phần trăm cái giá mà ở trong cái dự án họ làm thôi nhưng cái bối cảnh ở ngoài đất dân nó phải khác cho nên là mình phải tập trung vào là mình mua để mình làm nhà, mình mua để mình ở hay mình mua để tập trung vào việc đầu tư nhiều hơn ở đương nhiên anh chị vẫn kết hợp cả hai nhưng mà mình hãy đặt trọng số ở đâu thì đó là yếu tố thứ nhất về cái mặt cảm xúc yếu tố thứ hai về cái mặt uh, sắp tới sẽ bị siết lại cái vấn đề này đó là bán trước lên chị tức là họ chưa có hoàn thiện cái pháp lý họ đã bán trước cho mình rồi vậy khi xảy ra một cái trục trặc nào đó dự án không có triển khai được nữa hoặc là thôi quá nhiều pháp lý về dự án rồi anh chị đã, đã, đã thấm nhuần cái chuyện này rồi thì cái yếu tố đó nó sẽ sẽ cản trở mình rất là nhiều nha yếu tố thứ ba đó là nếu chúng ta tập trung là nhà đầu tư chúng ta tập trung vào nhà đầu tư thì cái mong muốn của nhà đầu tư là gì đó là lợi nhuận trên vốn chủ vậy thì một cái dự án họ đã bill lên rồi họ đã phải tốn tiền marketing họ tốn hàng tỷ thứ ở trong đó rồi thì chắc chắn cái giá nó phải ở mức rất là cao anh chị vì tất cả các chi phí họ bỏ ra kể cả những cái chi phí mà anh chị ngủ hai ba đêm ở resort của họ đó là anh chị phải trả chứ làm sao họ trả làm sao họ trả cho anh chị tiền ở đâu họ trả? Tức là tiền từ khách hàng họ lấy ra họ trả cho mình thì cộng vào cái giá của nó phải rất là cao. Và mình mua giá cao thì đó là một cái điểm vô cùng bất lợi mà hiệp đã phân tích ở trong cái video trước đó là cái giá nó quyết định lợi nhuận của anh chị. Thì rõ ràng rất là nhiều yếu tố bất lợi đúng không ạ? À? Còn có những cái dự án mà đất nền chia sẻ thêm cho anh chị hai cái mà hiệp có thể gọi là tử huyệt hai cái tử huyệt. Xin chúc mừng tất cả các anh chị đã xem đến đây và sắp nhận được hai cái tử huyệt mà hiệp chia sẻ. Bởi vì anh chị dính vào tử huyệt này là gần như mình mình bị nằm ở trong cái dự án đó luôn, rất khó lấy ra nha. Và cái cơ hội anh chị nói chung là mình mất tiền, mất cơ hội, mất niềm tin, mất rất là nhiều thứ. Trước khi đi vào hai cái tử huyệt thì anh chị hãy nhớ hãy bấm đăng ký kênh subscribe kênh và bấm luôn nút chuông bên cạnh để nhận được rất là nhiều cái video hiệp chia sẻ những cái kinh nghiệm giúp anh chị mua bất động sản đó an toàn nó hiệu quả hơn rất là nhiều và like chia sẻ cái video này ra để giúp nhiều người khác cùng nhận được thông tin tốt y chang anh chị nha rồi chúng ta hãy đi vào cái phần uh, tử huyệt thứ nhất đó là có những cái dự án anh chị một trăm cái người mua dự án này là nhà đầu tư luôn thì đây là một cái mà anh chị thì hết sức tránh cái này hiệp chia sẻ trong một vài video trước nhiều năm rồi nhưng mà không phải ai cũng xem được cái video này cho nên có những cái anh khách bây giờ đang gửi hàng ở bên hiệp để bán ra nhưng mà nằm trúng cái tử huyệt này cho nên là cái tính thanh khoản cực kỳ khó luôn và bao nhiêu năm gần như giá cả không tăng được bao nhiêu tức là hàng xóm đi mua là anh hàng xóm mà ở ở cùng chỗ đó hai ông hàng xóm đi mua với nhau cái ông khác mua thì đã chốt lời được bao nhiêu bận rồi đang ngon lành rồi còn cái anh này mãi không có bán được hàng thì cứ nằm im đó bây giờ xuất phát điểm như nhau nhưng mà bây giờ nó đã khác nhau rất là nhiều thì hiệp không muốn các anh chị đã xem kênh của hiệp mà vướng phải những cái tử huyệt này và hiệp hoàn toàn có thể giúp được anh chị tránh né được cái việc này đó là cái điều đầu tiên hiệp xin nhắc lại tuyệt đối đừng mua những cái bất động sản nào, những cái dự án nào mà 100% đó là nhà đầu tư nha anh chị. Bởi vì mua đầu tư không ở đâu, họ chỉ mua để đó vứt đó thôi và nó sẽ thành cái dự án hoang, dự án ma và tỉnh nào ở Việt Nam mình đều có những cái dự án như thế hết trơn, không có né được ha. Cho nên anh chị có mua ở ở ngoài Bắc hay mua ở trong Nam hay mua ở miền Tây thì cũng hết sức lưu ý cái chuyện này nhé. Hết sức lưu ý để tránh mất tiền yếu tố thứ hai mọi người hay quên và đặc biệt yếu tố này các bạn sale bất động sản dự án mà xem cái video này các bạn ghét lắm bởi vì nói đúng cái thứ yếu điểm mà các bạn không bao giờ muốn chia sẻ cho anh chị đó là khi anh chị mua dự án cái đội sale họ sẽ đẩy vào đây rất là mạnh đẩy kinh khủng lắm hàng trăm thậm chí hàng ngàn cái người sale được bán cái dự án đó và họ thuê rất là nhiều người đến để 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 marketing để truyền thông cái dự án đó tạo cái hiệu ứng thu hút vào đó rất là nhiều thì họ mới bán được hàng nhưng anh chị mua xong rồi á, cái đội ngũ này nó rút đi rồi anh chị không còn người để marketing để thu hút cái nguồn lực vào đây vậy thì anh chị sẽ rất là khó bán lại mua thì dễ bởi vì họ đang thu hút mình đến nhưng khi mình bán ra ai bán cho mình cái đội sale họ họ rời đi rồi hoặc trước đây là một ngàn người tập trung vô sale cái dự án này thu hút anh chị vào anh chị thấy trời ơi rần rần lên trên mạng ai cũng có cái phần này hết nhưng mà khi mà cái dự án bán xong rồi cái đội sale nó rút đi rồi chỉ còn có vài ba người trụ lại cái dự án đó thôi thì cái hiệu ứng nó đã gì đã bị chìm xuống rất mạnh rồi và lúc này tính thanh khoản của anh chị là cực kỳ khó và đây là một cái mà các bạn sale không bao giờ dám chia sẻ không bao giờ muốn chia sẻ và cũng không bao giờ muốn anh chị biết thì đây là hai cái tử huyệt hết sức là cơ bản khi anh chị mua dự án thì rõ ràng hiệp phân tích ra đây để anh chị xem cái video này xem cái sự phân tích này anh chị hoàn toàn rất dễ nhận ra cái nào đúng cái nào sai và từ đó anh chị đưa ra cái phương pháp cho bản thân của mình đưa ra những cái checklist đưa ra những cái bước để mà mình kiểm tra ha và hiệp đang nói mọi thứ đó là qua nha anh chị nha còn chưa kể mà các cái dự án ma này nọ các kiểu thì thôi mình bỏ qua rồi nếu anh chị quan tâm đến cái chủ đề dự án ma hoặc là những cái cách mà họ luồn lách để đưa anh chị vào làm sao phải mua dự án của họ hay mua bất động sản của họ mặc dù có bất động sản đó nó không tốt thì anh chị hãy để lại ý kiến của mình ở trong phần bình luận thì trong một video khác hiệp sẽ phân tích thêm thì thông qua cái video này hiệp mong muốn là chia sẻ những cái giá trị chân thật đến với những khán giả mà yêu quý những khán giả mà thường xuyên xem kênh của hiệp để anh chị có những cái kiến thức có được cái tầm nhìn có được những cái kinh nghiệm cái này là qua những cái trải nghiệm qua quá trình hiệp làm thì hiệp chia sẻ lại cho khán giả để có anh chị khi mà đi mua bất động sản á, thì sẽ biết là mình mua ở đâu mua như thế nào và cần những cái yếu tố nào để giúp mình trở nên an toàn và nó hiệu quả hơn đó cái mong muốn quan trọng nhất của hiệp là như vậy đương nhiên hiệp còn một cái nhánh nữa là cái nhánh là vẫn phải bán bất động sản vì hiệp là công ty mà công ty kinh doanh bất động sản thì sẽ phải có cái phần bán nhưng hiệp sẽ không bán bằng mọi giá hiệp xin chia sẻ với mọi người luôn hiệp không bán bằng mọi giá đó là cái lý do mà đến thời điểm này hiệp chưa ký kết hợp đồng với một dự án nào thực thụ bởi vì dự án phải đảm bảo những cái tiêu chí mà những khách hàng của mình mà khi mua khi mua cái dự án đó thì họ phải được những cái lợi ích mà nó giống như ở ngoài thì mình mới làm còn những cái dự án nào mà nó không có thỏa tiêu chí của hiệp thì hiệp sẽ không bán chứ còn đương nhiên khi mà mình bán cho anh chị thì anh chị thấy là cái dự án này mọi người đang nói hay ông hiệp cũng nói mà thì mình hoàn toàn có thể mua nhưng mà nếu hiệp đã bán một cái dự án nào đó thì cái dự án đó phải đảm bảo trước tiên là thỏa cái tiêu chí của hiệp chứ không phải là thỏa tiêu chí nhà đầu tư mà. Hiệp có những cái tiêu chí rất là khắc khe chứ không phải là dự án tuyển mình mà mình phải lựa chọn dự án anh chị, lựa chọn cái hợp tác bởi vì để xây dựng đến một cái ngày hôm nay có hiệp ở trên internet để chia sẻ hàng bao nhiêu hàng ngàn cái video chia sẻ kinh nghiệm cho anh chị rồi nó không đơn giản một xíu nào cho nên hiệp sẽ không có đơn giản mà nhận một cái dự án nào cho nên đó là chia sẻ như vậy nhưng mà hãy nhìn ngược lại là không phải vì hiệp không bán dự án mà hiệp đi chê dự án anh chị đất dân thì vẫn chê rất là bình thường chê chê hoài bởi vì đất dân nó nó rất là khó đây là một cái môn cực kỳ khó khi mà mua đất dự án anh chị không phải lo nhiều đâu các bạn seo dự án không phải lo nhiều đâu bởi vì có bộ phận pháp lý lo rồi còn cái phần đất dân nó muôn hình vạn trạng nó có hàng ngàn cái rủi ro tiềm ẩn thì hiệp vẫn phân tích rất là đều nếu anh chị quan tâm lại cái chủ đề này thì hãy để lại ý kiến anh chị trong phần bình luận hiệp bắt đầu tiếp tục lại mổ sẽ lại phải khui ra những cái điểm xấu nào của đất dân nha thì sẽ khui ra những điểm xấu nào đất dân để cho anh chị thấy là mua đất dân vẫn có rất là nhiều cái điểm xấu chứ không phải cái nào cũng tốt và đó là một trong những lý do mà một số người cứ nghĩ là bên hiệp là kén bán đất mà cũng hơi lựa chọn nhưng thực tế mà nói thì khi mà mình nếu mình xem tiền của khách nó giống giống như tiền của mình nha anh chị thì mình sẽ rất là thận trọng cho khách và đó cũng là một trong những cái lý do mà hiệp có một cái cái tệp khách hàng rất là bền vững, khách hàng rất là tin tưởng bên hiệp và đó là cái điều hạnh phúc nhất đối với hiệp, đó là cái sự hạnh phúc nhất khi mình là một người làm nghề. Rồi, thôi hiệp sẽ kết thúc video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.